Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin mở hộp cái đèn Flashpoint Evo 200. Cái đèn này nó còn có một cái hiệu khác tên là Godot 200. Và đèn này thì mua Mỹ nên mình mua loại Flashpoint. Ở Việt Nam thì mua Godot 200. Cái chữ Godot đánh vần giống vậy nè. Godot. Đây, trong hộp nó có cái đèn. Rồi mấy. Mấy cái gel màu. 4 cái. Hình như mua đèn Godot 200 nó không cho mấy cái gel màu màu này. Rồi cho cái band đo. Đây. Cái này mình có thể tháo ra nó vô được. Để coi. Cái sáng gắn cái xe màu vô như thế này, nó dùng 500 nên gắn vô tháo ra dễ dàng vậy thôi. Gắn vô tháo ra qua bên nè. Rồi, đèn. Cục sạc. Dây điện đéo lại. Đây cục pin pin của nó. Ồ, cục pin nó có theo cái nắp nữa. Giờ đôi khi đi máy bay nhiều hãng yêu cầu mình phải có cái nắp này, pin hơn phải có cái nắp. Đây, mua này thì nó cho cái nắp. Gắn cục sạc vào đây. Giờ thì pin mình đầy rồi, không cần sạc. Vô lại. Đây là cái đế gắn đèn. Gắn cái đèn chùm cái đèn mới gọi là đèn gì nữa. Cái đèn này nè, nằm đây nè. Ok. Giờ bỏ qua một bên. Như thế, gắn pin cho cái đèn này. Pin bỏ cho cái lỗ gắn đây nè. Bỏ cho thôi. Rồi. Cái đèn trên đây mình tháo, mình gắn tháo ra gắn vô được. Đây, tháo ra. Gắn này vô. Gắn cái đế này vô. Đây như thế này. Rồi gắn cái đèn vô thôi, bóng đèn vô đây thôi. Nay mình giới thiệu cái đèn này. Mình gắn cái đèn vô lại. Trên đây có mấy cổng gì đây mình cũng không biết nữa.
cũng biết cộng này cũng USB để update cái phần mềm cho đèn này. Ồ, mình nghĩ cái đèn cái cổng này cũng 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 xinh á, cổng xinh để nối đèn flash khác á. Nhưng mà bạn mua cái đèn này thì mình khuyên bạn nên mua luôn cái trigger của nó luôn. Từ trigger này của hãng Godox mà trigger được 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 của cái Flashpoint này luôn. Tại cái trigger Flashpoint khách hàng mình mua của hiệu Godox xài được bình thường. Đây là gì đây? Này không biết nữa. Ok. Thôi, bây giờ mình bật máy lên ha. Nè. Ồ, để bảng điều khiển đằng sau luôn. Bật máy qua đây nè, kéo lên thôi. Thấy không? Chói quá thấy không? Đây. Mình đang để cái channel B. Công suất đây là 1/128. Cái group B chứ. Group B đây, channel số 4. Chế độ manual. Mình ít xài đèn này có chức năng TTL ha. Mình ít xài TTL, mình xài đa phần manual không à. Đổi nè. Có 3 chế độ TTL, manual và multiple. Đa phần xài manual. Chỉnh công suất này kéo cái vòng tròn này thôi. Đây chỉnh group với channel. Đây cái đèn này nó có đèn model model light. Bấm vô đây ha, bấm vô đây nè. Thấy không? Lấy đèn không? Mình tắt đó. Dành thử mình bật bật đèn lên, mình trích giờ đèn cho bạn coi ha. Ở đây mình chỉnh sang Ruby. Trên công suất thấp nhất đi. Công suất cần nhất cho bạn thấy cái recycle time ha. Ok. Đánh đèn nè. Đập lại test. Bạn thấy. Nào, mình bấm là 1, 2, 3. Cũng khoảng 1 giây rưỡi thì sao á. Để bấm lại ha. Còn tốc còn để ở 1/2 công suất đèn thì bao lâu ha, thử nha. Cũng lẹ lắm, chưa đến 1 giây nữa. Mình thì ít khi nào xài tối đa công suất đèn. Còn chế độ còn cái ở công suất đèn thấp nhất là 1/128 thì tốc độ hồi đèn tức thì luôn. Ở đây thì mình có cái đèn cũng hiệu Flashpoint. Flashpoint 600. Để mình coi cái công suất. Mình sẽ so sánh cái hai cái đèn này một chút ha. Mình chuyển sang chế độ cái công suất đèn là một cái đèn Flashpoint 1000 Flashpoint 600 này mình để sang công suất đèn là 1/128.
thẩm định thì mình để công suất tối đa, nó để gần quá, đo dùng máy đo sáng mình nó đo không có được. Để mình thử nha, mình bật bật cái máy đo sáng mình đo sáng mình để tốc độ màn chập là 1:200, ISO là 100, nó đo bao nhiêu F à. Đó. Mình để đối diện luôn, mình đo. Nó ra F45 lận. Nè, 45 ha. Còn cái đèn flashpoint Evo 200 này bao nhiêu ha, mình để công suất cũng cũng vậy luôn, 1:128. Mình đo là nhiêu ha. Mình để trực tiếp luôn. Bam 2. Cũng cỡ cách nhau khoảng một một f-stop á. Giờ mình đo cái flash duration nha. Cũng vậy luôn, mình chuyển mình chuột máy mình đo. Ok. Fast duration mình đo ở cái tốc tốc độ như ban nãy, cái công suất đèn như ban nãy đi. Đo nha. Ủa, under bị gì vậy? Đó là cái. Đây. Flash duration ở T05 á là 1:449.400. Bây giờ mình thử cái đèn flashpoint 600 à. Đó lại. Fast duration của cái Fastball 600 là 1:29.600. Giả sử công suất tối đa của mỗi 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 cái đèn thì khác nhau chỗ nào ha. Này, công suất tối đa. Đây, đó. Tối đa. Một luôn. Mà công suất tối đa là 1:600 ở cái fast voice 600. Đây, ở T05 á 1:609. Và các bạn thấy nè, cái F này over tại nó sáng quá. Đo không được. Thấy không? Nó nguyên nhân tại tại sao mình không có test ở trong công suất tối đa là vậy. Đây đèn Fastboy Evo 200 chỉ công suất tối đa luôn. Bạn thấy đây đó. Ồ, nó có cảnh ráp đó nè. Đây là cái của cái Fastboy 600 ha. Bây giờ mình chuyển sang cái Fastboy 200 ha. Mình đo. Công suất
tối đa. Thấy không? Rồi. Ở T05 á là 1 trên 629. Đó, anh thấy cái biểu đồ. Ok, mình chỉ giới thiệu sơ vậy thôi. Các bạn có thắc mắc hỏi gì thì comment bên dưới ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.